Hello, hey what's up? Hello toàn thể anh chị em, cậu cô chú bác, con cháu trong gia đình OK Family. Thì hôm nay anh làm cái video này, thứ nhất là để chúc mừng ngày kỷ niệm 2 tháng anniversary của group. Thứ hai là anh muốn chia sẻ một chút về vấn đề trong OK và thông báo một số thông tin về những event của group. OK được sinh ra và lớn lên nhờ sự góp sức, nỗ lực của thành viên trên đường chúng ta. Không riêng biệt, admin hay member, tất cả đều là người một nhà. Sau 2 tháng cũng như 60 ngày ở bên nhau thì tình cảm của mọi người trong family cũng dần lớn lên theo thời gian. Mọi người đều biết quan tâm, chia sẻ và bảo vệ lẫn nhau để vượt qua những khó khăn và thử thách. Ở một cái thế giới ảo này, nhưng anh chắc chắn một điều là những gì chúng ta đã vun đắp trong 2 tháng qua trong family hoàn toàn là những cảm xúc thật từ đáy lòng. Tuy mỗi thành viên ở mỗi nơi khác nhau trên nước Mỹ hay là một số nước khác trên thế giới như Việt Nam, Singapore hay India, bla bla bla, nhưng trái tim và tình cảm đặc trưng vô nằm gọn trong một chữ OK. 2 tháng qua, chúng ta cũng đã trải qua rất nhiều sóng gió và khó khăn. Nhưng một cây làm chẳng nên non, một đống chung lại gió nào lung lay. Không có gì có thể lay động hoặc xóa mờ đi hình ảnh OK OK trong mối tình cảm của anh chị em chúng ta. Với tư cách là một trong admin trong group, anh xin đại diện cho toàn thể mọi người gửi lời cảm ơn cũng như thanks zero đến mỗi thành viên trong group để góp phần hết sức mình tạo ra một sân chơi ảo nhưng lại thật. Một sân chơi lành mạnh, vui vẻ, hòa đồng, chia sẻ những nỗi đau kinh nghiệm sớm đôi lúc cũng có thể lên nóc nhà. Nhưng không thể nào, không sao, không sao. OK vẫn mãi trên cao, nhìn xuống bên dưới cái lũ hater nó rất là giống nhau. Đừng có đàn ghen nữa. Peace. Yeah. Cái vấn đề thứ hai anh muốn chia sẻ ở đây là có một số member trên tên OK trên Oval nhưng rất anh kỳ vào room và tham gia hành động của mọi người. Thì nhân tiện đây anh cũng muốn nhắc nhở mấy em cố gắng sắp xếp thời gian để vào room tham gia cùng mọi người chơi vui. Tất cả là người nhà, không ai bỏ ra ai cả. Không cuối cùng thử, có bạn thì cùng chạy thôi. Tiếp theo là anh muốn nhắc lại, OK là một gia đình, chúng ta chung sống bằng chung tình cảm thật. Cho nên anh không muốn cũng không thích nghe những lời ra xấu sau lưng từ những thành viên khác. Nếu có gì thắc mắc hay không đồng ý, các em có thể bảo lên cho admin để mở room họp và làm rõ vấn đề. Và tuyệt đối anh không muốn thấy những đứa nào chơi bên group này mà nhảy qua group kia, ai chí là chó. Tính mạng chỉ có một, gia đình em cũng chỉ có thế. Anh mong các em tôn trọng những gì chúng ta đã gây dựng lên và không để bất kỳ lý do gì có thể phá vỡ cái mối liên kết này. Vấn đề cuối cùng mà anh muốn nhắc tới là cái vụ làm áo đồng phục t-shirt cho OK và vấn đề đi offline vào hè năm nay 2013. Như mọi người đã biết là 2 tháng trước Daddy đã lên tiếng và đứng ra tài trợ cái chương trình này, cái chương trình làm áo. Nhưng do mỗi ngày member và các thành viên trong gia đình chúng ta càng tăng lên, cho nên cái con số làm áo vượt quá mức chúng ta đã tưởng tượng và ước tính. Chúng ta là một gia đình nên ăn uống mọi thứ đều sòng phẳng và mỗi người đã một chút sức lực vào cái family này. Cũng như Daddy đã hứa là sẽ làm áo cho những thành viên nào có report scale trong school mà tương đối good. Thứ hai là những thành viên có công hiến rất nhiều cho group. Daddy có thể tài trợ từ 10 đến 15 cái áo và cái list 15 người được làm áo đã anh đã bàn và lên danh sách cùng với Daddy. Nhưng Daddy sẽ giữ lại đó và đợi một dịp nào thích hợp nhất sẽ gửi cho mọi người. Còn về phần những bạn không có trong danh sách đó, please đừng cảm thấy buồn cũng như không công bằng. Chúng tôi luôn yêu thương và biết trọng các bạn. Những ai có khả năng có thể hùng vào phụ Daddy một tay hoặc dùng mẫu áo mà anh Daddy design mang ra mò và tự làm đấy. Theo anh, để cho mọi thứ được hoàn hảo và giống nhau, chúng ta nên hùng vào, mỗi người có một tí, không ít nhưng nhiều, không nhiều nhưng ít, và chuyển tới cho Daddy để Daddy đi đặt họ làm một lượt. Như vậy để đảm bảo tính tương đồng cho mỗi cái áo và mọi người đều có áo như nhau. Tiền bạc với tình cảm của family chúng ta thật sự không quan trọng, nhưng đôi khi phải sòng phẳng thì tình nghĩa nó mới bền vững và lâu dài được. Vấn đề cuối cùng là hè này, theo như những dự tính và bàn bạc sơ trước qua record hoặc lần trước, chúng ta sẽ tổ chức online World Group vào tháng 7 ở tiểu bang Texas. Ngày thì chúng ta chưa họp, sau này chúng ta sẽ họp lại rồi thống nhất để tiện cho việc di chuyển và mua vé. Lý do chúng ta tổ chức ở Texas thì chắc chắn ai cũng đáng yêu an. Chúng ta có tới 7 đến 8 thành viên đang sinh sống ở Texas, đồng thời Texas cũng là nằm giữa nước Mỹ, tiểu bang nằm giữa nước Mỹ, nên nó sẽ là điểm hợp lý nhất để mọi người họp mặt lại và gặp nhau. Anh biết chuyện này rất là khó cho các em. Thứ nhất là việc xin gia đình, thứ hai là về tài chính, cho nên anh cũng không bắt ép ai đi hết. Nhưng anh chỉ mong là nhân cơ hội này để cả gia đình chúng ta có thể gặp nhau, siết chặt cái tình cảm của group, đồng thời tạo lên một cái không gian khác. Atomic
beat. Anh sẽ rất vui nếu như có đủ sự hiện diện của tất cả mọi người. Không biết làm gì hơn ngoài việc chúc các em may mắn và cố gắng hết sức để gia đình chúng ta có thể gặp nhau ở Texas. Thank you. And see you, motherfucker.